Hello, xin chào các bạn và tất cả các em. Thầy là Minh Mielin. Hôm nay thầy sẽ chữa chúng ta cái phần có thể coi là một cái trong số những cái bài toán khá đặc trưng của phần dãy điện hóa của kim loại. Như các em đã biết ở trong dạng 4 này thì nhiều kim loại tác dụng dung dịch chứa nhiều muối. Thì trong cái phần mà giải thì theo phương pháp mà các phương pháp giải điện hóa của thầy ấy, thì thầy có 3 phương pháp. Phương pháp thứ nhất, thì tóm tắt lại một chút. Phương pháp thứ nhất là phương pháp 3 giai đoạn. Gần như giải cho được hầu hết mọi bài điện hóa. Phương pháp 3 giai đoạn này thì được sử dụng khi và chỉ khi đề bài cho ta biết được số mol kim loại và số mol muối. Phương pháp này thì đi sâu về viết phương trình. Và nếu mà vào cái dạng số 4 này, nếu mà nhiều kim loại tác dụng dịch chứa nhiều muối thì chúng ta khó lòng có thể nào mà viết được tất cả các phương trình, vì có rất nhiều phương trình có thể xảy ra. Vì vậy nên là trong cái dạng số 4 này gần như ta không sử dụng 3 giai đoạn. Phương pháp thứ hai chúng ta lấy phương pháp delta mở tổng. Thì phương pháp delta mở tổng này được sử dụng khi và chỉ khi chúng ta biết được m chất rắn trước và m chất rắn sau. Thì tương tự thì với cái dạng số 4 này cũng khá là khó khăn để chúng ta có thể giải phương pháp delta mở tổng. Chính vì vậy nên ở trong cái dạng số 4 nhiều kim loại tác dụng dịch chứa nhiều muối, thì đặt trọng tâm của chúng ta giải theo phương pháp vẽ sơ đồ. Trong phương pháp vẽ sơ đồ này thì cái việc quan trọng nhất đó là xác định điểm dừng. Thì ở trong dạng số 4 này việc xác định điểm dừng gần như khá là dễ dàng, không khó như dạng số 7, bởi vì đề bài đã cho ta dữ kiện. Đề bài đã cho ta dữ kiện, có nghĩa là số lượng kim loại tạo thành hoặc số lượng K chiông kim loại. Thì các câu chuyện của chúng ta lúc này khá là đơn giản. Sau khi xác định điểm dừng rồi thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng các phương pháp, ví dụ như bảo toàn nguyên tố và bảo toàn gốc axit để hoàn thành bài toán của chúng ta. Thế là trong số những cái phương pháp cơ bản để giải cho phần điện hóa mà thầy đã giới thiệu sơ qua trong cái dạng số 4, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập kỹ hơn. Thì sẽ chữa hết tất cả các bài tập này khá là kỹ, và những bạn nào mà không theo kịp hoặc hơi không hiểu một chút thì các em có thể dừng lại, tua lại một chút để chúng ta xem, bởi vì chỉ có việc giải bài tập thì chúng ta mới hiểu rõ được bản chất. Trước khi vào giải bài tập thì chúng ta cần có một số cái điểm chú ý, đó là như thầy vừa nói lúc nãy thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta xác định điểm dừng. Thì trong cái chỗ xác định điểm dừng ấy thì chúng ta cần lưu ý một chút chút nữa thôi, đó là thứ tự kim loại tạo thành trong dung dịch. Thứ tự kim loại tạo thành. Tính khử tăng dần. Tính khử tăng dần. Và thứ tự cation kim loại tạo thành. Tính oxy hóa cũng tăng dần. Các em chỉ nhớ hai cái nốt này ghi lại vào vở thì hoàn toàn chúng ta có thể giải được những bài này. Trở lại bài đầu tiên. Câu đầu tiên, câu số 77. Câu về lý thuyết. Cho nợ gồm nhôm và sắt tác dụng hỗn hợp dung dịch gồm AgNO3 CuNO3 hai lần, thu được dung dịch B và chất rắn D, chú ý gồm 3 kim loại. Vậy ta cần chú ý thứ tự kim loại tạo thành là tính khử tăng dần. Vậy tính khử tăng dần này đầu tiên là anh nào? Chúng ta có 4 anh kim loại nhôm, sắt, bạc, đồng. Vậy tính khử tăng dần là đầu tiên phải là anh tính khử yếu nhất tạo thành. Anh tính khử yếu nhất là bạc. Nhì đến đồng và ba đến sắt, đúng không? Cho đây tác dụng HCl dư thì thấy có khí bay lên, vậy là chuẩn rồi. Tác dụng HCl dư thì do có sắt thì chắc chắn có khí bay lên, thỏa mãn. Thành phần của chất rắn D, chúng ta hoàn toàn tô được luôn. Thành phần chất rắn D gồm bạc, đồng, sắt. Bạc, đồng, sắt, đáp án đúng chúng ta đáp án A.
khá là dễ dàng đúng không các em? Nếu mà các em nắm được những cái lý thuyết cơ bản thì chúng ta hoàn toàn là giải được. Thế một câu về lý thuyết, ta đã sang một câu bài tập. Câu 78. Hỗn hợp chứa 0,05 mol sắt, 0,03 mol nhôm. Tác dụng 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 và CuNO3 hai lần. Có cùng nồng độ mol, vậy thì đặt nồng độ mol là amon. Thì số mol anh này bằng 0,1A. Thì tôi đặt luôn là amon đi, cùng nồng độ mol, cùng thể tích, được số mol bằng nhau. Sau phản ứng thu được chất rắn gồm 3 kim loại. Chất rắn gồm 3 kim loại. Và bởi vì gồm 3 kim loại thì ta lại vẫn có thứ tự kim loại tạo thành là gì nhỉ? Tính khử thăng dần. Bạc, đồng, sắt. Cho kim loại này tác dụng HCl dư thì thu được khí hydro. Số mol khí hydro chúng ta bằng 0,035 mol. Nó chú ý rằng là bạc không tác dụng với HCl, đồng không tác dụng HCl chỉ có một sắt thôi. Mà một sắt thì sắt lên sắt dựng 2 thì cho ra 1 hydro. Hoàn toàn ta tìm được số mol sắt bằng 0,035. Đây chưa? Nồng độ mol mỗi muối trong Y. Y đây. Là Y đây này. Thần tín này. Vậy hoàn toàn đã có thứ tự cation trong dung dịch. Thứ tự cation kim loại tạo thành trong dung dịch là tính oxy hóa tăng dần. Vậy đầu tiên chúng ta đánh nào? Tính oxy hóa tăng dần, vậy là anh đầu tiên phải đánh tính oxy hóa yếu nhất AlNO3 3 lần. Do có sắt dư nên trong dịch chỉ có FeNO3 2 lần thôi. Đến đây đi bảo toàn. Đầu tiên là bảo toàn số mol sắt trước. Tổng số mol sắt trước phản ứng là 0,05. Vất vào trong này 0,035. Vậy trong này còn có 0,015. Tiếp tục vào toàn nhôm. Toàn bộ nhôm chú hết vào đây 0,03. Vậy ngay tức đến đây thì bảo toàn gốc NO3 trừ. Gốc NO3 trừ. Thế được tổng số mol gốc NO3 trừ trước phản ứng nằm trong AgNO3 A cộng CuNO3 2 lần 2A bằng gốc NO3 trừ sau phản ứng 0,03 nhân 3 cộng 0,015 nhân 2. Đến đây thì tìm được A bằng A, chú ý A bây giờ mới chỉ là số mol đấy nha. Phải. Không phải 03 nhân 3 cộng 0,015 nhân 2 chia 3 bằng 0,04. A bằng 0,04. Số mol A bằng 0,04 là hoàn toàn đã suy được nồng độ là bằng 0,04 chia cho 0,1 thì bằng 0,4. 0,4 đáp án đúng, chúng ta đáp án B. Đấy, khá là dễ thôi. Bạn nào chưa làm được thì bạn ấy có thể tua lại video này để xem lại từ đầu nhé. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 79, câu khá là hay. Câu số 79. Hòa tan 5,64 gam CuNO2 hai lần. Em bấm vào thì số mol nhé. 5,64 chia cho 188, 0,3 mol. Và AgNO3 số mol là 0,01. Vào nước chắc chắn thu được dung dịch hai hỗn hợp này rồi. Cho 1,57 gam hỗn hợp Y gồm bột kẽm và nhôm vào X, khuấy đều, phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn E và dung dịch C chỉ chứa gồm hai muối. Hai muối tương đương với hai cation kim loại, thứ tự cation kim loại tạo thành thì tính oxy hóa tăng dần. Vậy đầu tiên sẽ là anh khi nào bạn cần mua áo nhôm tạo thành trước, AlNO3 ba lần trước, giáp ZnNO3 hai lần, chỉ chứa hai muối. Ngâm E trong H24 loãng, chúng ta chú ý cụm từ không có khí thoát ra. Chúng ta để ý vậy thứ tự cation kim loại tạo thành là tính khử tăng dần. Đầu tiên là bạc. Thứ nhì là gì? Đồng. Giả sử có kẽm nhưng do tác dụng H24 loãng không có khí hydro thoát ra nên không có kẽm. Được chưa? Chúng ta phải chứng minh được đấy. Hoàn toàn đến đây chúng ta sử dụng đặt thôi, đặt ẩn thôi.
Đề bài ta tính khối lượng một kim loại trong một đập y. Khối lượng kim loại trong một đập y đây, một đập y đây. Vậy ta đặt số mol kia chúng ta là A mol, thì số mol nhôm chúng ta là B mol. Ta sẽ có phương trình đầu tiên là 65A cộng 27B bằng 1,57. Bảo toàn kẽm chú hết vào đây, nhôm chú hết vào đây. Vậy bảo toàn gốc nó 3 trừ 2A cộng 3B bằng 0,03 nhân 2 cộng 0,1 nhân 1. Đến đây tìm được AB. Sáu năm bằng 27 bằng 1,57 bằng 2 bằng 3 bằng 0,03 nhân 2 cộng 0,01 0,02 và 0,01. A bằng 0,02 ngay tức là tìm được khối lượng của kẽm bằng khối lượng của kẽm chúng ta bằng 0,02 nhân 65 1,3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án khác. Đáp đúng đáp án D. Hay bạn nào mà cũng chưa giải được bài này thì có thể tìm lại chúng ta giải. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 80. Câu số 80. Cho 0,03 mol nhôm và 0,05 mol sắt. Tác dụng 100ml dung dịch chứa CuNO3 lần và AgNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 8,12 gam chất rắn Z gồm 3 kim loại, chú ý thứ tự kim loại tạo thành bạc, đồng, sắt, bởi vì thứ tự tính khử tăng dần. Chất rắn Z này cho tác dụng với HCl thì thu được khí hydro 0,03 mol, hoàn toàn suy ngược được số mol sắt bằng 0,03. Bởi một sắt sinh ra một hydro. Tính nồng độ đồng bạc. Vậy dung dịch Y chúng ta sẽ tồn tại gồm những anh nào? Và chú ý rằng dung dịch Y chúng ta tồn tại gồm những cation có tính oxy hóa tăng dần. Vậy đầu tiên là AlNO3 3 lần. Sau đó đến FeNO3 2 lần. Chú ý rằng là do có sắt dư nên chắc chắn không có sắt bạc. Vậy đến đây thì chúng ta sẽ có là ra là số mol sắt rồi này. Vậy thì đặt số mol bạc là A mol, thì số mol đồng là B mol, thì sẽ có hệ phương trình đầu tiên 108A cộng 64B bằng 8,12 trừ 0,03 nhân 56. Bảo toàn bạc A mol, bảo toàn đồng B mol. Vậy bây giờ thì cần đi tìm số mol gốc N3 trừ nữa xong. Bảo toàn nhôm 0,03, vất nhôm đây 0,03, bảo toàn sắt 0,05 trừ 0,03 bằng 0,02. Vậy thì có phương trình tiếp theo về bảo toàn gốc N3 trừ A cộng với 2B. A cộng 2B thì bằng 0,03 nhân 3 cộng với 0,02 nhân 2. Hoàn toàn đến đây là tìm được A này. Một lẻ tám bằng 64 bằng 8,12 trừ 0,03 6 bằng 1 bằng 2 bằng 0,03 nhân 3 0,02 nhân 2 bằng A bằng 0,03 B bằng 0,05. Vậy hoàn toàn đến đây, sau khi tìm được AB thì ta tìm được nồng độ của CuNO3 bằng 0,05 chia cho 0,1 bằng 0,5, AgNO3 bằng 0,3. Đúng đáp án B. Khá là kinh điển đúng không em? Nhiều bạn bảo wow, tại sao lại dễ như này? Chúng ta sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 81. Các em chú ý nhé, những bài nào mà chưa làm được thì chúng ta có thể tua lại để làm. Chúng ta tiếp tục sang câu 81. Hỗn hợp X gồm nhôm và sắt có khối lượng là 83 gram. Nhôm, sắt, chói và 1 lít dung dịch A chứa AgNO3 0,1, CuNO3 2 lần 0,2. Sau kết thúc thu được chất rắn B và dung dịch C. Chú ý C mất màu hoàn toàn. AgNO3 không màu,
siêu N3 lần màu xanh, C mất màu hoàn toàn chứng tỏ trong C không có siêu N3 lần. Và bởi vì trong C không có siêu